là mấy con oyster nè cả nhà, là con hào á cả nhà, super hào nè, bự nè, to nè. Cái này là mình đã rửa sạch sẽ hết rồi nha, lấy bằng chải chà hết rồi. Bây giờ cho vô lò nướng nướng nha cả nhà. Đây là trứng gà lộn nha cả nhà, 30 trứng, một dĩa 30 trứng nè, với muối tiêu chanh luôn, lai gai cuối tuần nha, đơn giản thôi. Ok, dở ra cả nhà nhà ơi, úi chà, thơm phức. Thơm luôn. Cái nhà ha. Con này hả hỏng rồi đó. Con này hả hỏng, mình dắp ra cái cây. Ok, mời cả nhà ăn nha. Trứng gà lộn, muối tiêu chanh, xương xương một lon bia của Mỹ nè. Chờ Mỹ ăn trứng lộn cho nó thơm. Đây, hào đây, oyster đó nè cả nhà, thịt đó nè, đó muốn ghé khắp đây cả nhà luôn, thấy không? Thôi mà cả nhà ăn nha. Đó, cái này là ai uống nước iced tea uống, mình uống bia đây. Nếu là nước lọc luôn. Say hi. So đây cả nhà ơi, nướng thơm phức nè cả nhà nha. Đồ quế. Không phức rồi cả nhà. Đây nó nè. Yeah. Nè nè nè. Nó hả hỏng nè. Đó, mở ra luôn. Chấm muối tiêu chanh vô. Ú da, thơm phức luôn. Nè. Yummy, yummy. À. Đó, tính hả. Đó. Không phất đây nữa nè, nó có cái đường họng nó này nè, thử ra dạ, cái này nó có cái họng thử thử là nó bung ra à. Không hỏi luôn, không phất à, ôi chà, không phất à. Thôi em ăn, ăn à, anh ăn con ăn cái. Wow, thơm phức luôn. À, nướng thơm phức nè. Nó sự bọt ngay cái lỗ đó nè. Cái này nó có họng nè, hả họng luôn nè. Cái này em khuấy này trước đi. Nè, nó hả họng rồi đó, nóng nha. Ôi trời. Nó giống như cái cục đá. Nó hả họng. Chấm nè. Ôi, nướng thịt chân là chân. Ôi chà, yummy, yummy.
Rồi, mời cả nhà. À, giấm mì. Ngọt ngay à cả nhà. Thơm phức luôn. Ui à, con này còn cái này còn cái cục nó nè. Ăn luôn. Ăn dần lộn tới bến luôn. Thơm phức. Tiêu chanh vô hết sảy có bà bảy. Rồi chấm muối tiêu chanh đi. Khôi bia cả nhà. Bia để tủ lạnh nè, sôi bọt luôn mà cả nhà. Bia Mỹ uống chất lượng lắm cả nhà ơi, mạnh lắm nha, loại này mạnh nè, uống là cả chừng dài lon là má nhẫn ra luôn nha. Loại bia này thơm ngon chất lượng. Cái cục đó là ngon lắm nè, nó dài dài nha, cục đó người ta thơm phức à. Trời nha. Nhẹ nha. Có nhiều gần gà lâm ti ti không ngon, ăn quế luôn, quế gạo gầm. Cái mời này nó không quá cứng nè, nó vừa mềm nè, mềm mềm ăn được, cứng quá thì thanh tù không ăn nha. Ăn nó sực sực, nó không quá cứng, nó còn sực sực ngon nữa nè. Nó quế ngon. Nó quế còn mứt. Gà mini. Chồng trắng này ăn nó không cứng nha, nó mềm mềm ngon, còn cứng là giục bỏ nha, mềm ăn được. Ok, bye bye cả nhà, cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh cuộc sống ở Mỹ của Thanh Tùng nha. Bye bye, hẹn cả nhà video mới tiếp. Bye bye.